còn quý khán giả của khách sạn 5 sao đã đến với phần mắt nhắm, mắt mở. Mở ra chết rồi. Wow. Dùng tung. Tường dung, à nhầm. Dùng tương, à nhầm. Tùng Dương xin gửi lời chào tất cả quý vị khán giả của khách sạn 5 sao. Quá tuyệt vời với lời chào đầy hài hước này và chào đón anh Tùng Dương đã đến với chuyên mục mắt nhắm mắt mở của khách sạn 5 sao. Và đến đây thì anh sẽ được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc bằng những câu hỏi trắc nghiệm chúng em sẽ dành tặng cho anh. Như thường lệ thì bọn em sẽ hỏi luôn là khách mời là dự định trong thời gian sắp tới của khách mời là gì, thì với anh Tùng Dương thì sao ạ? Bởi vì là trong cuộc sống luôn luôn là những cái điều bất ngờ nó sẽ đến với mình thì nó sẽ khó đoán, thú vị hơn. Thế thì khách mời thì chắc là bất ngờ nhỉ. Khi mà anh ra một cái dự án hay là những dự định sắp tới gì của anh đấy thì khán giả rất triệu trái tim chờ đợi, rất là trông chờ và mọi người là hóng theo anh rất là nhiều. Xem là Tùng Dương sẽ làm nhiều gì. Vâng. Mật bí một chút xíu thôi. Mọi thứ nó ở trạng thái là bất ngờ. Tức là ngày hôm nay là chính khách mời là mang lại bất ngờ cho hai quản gia. Vâng, thế thì sẽ được tiết lộ dần dần. Từng mục một thì đương nhiên là trong cả cái hành trình làm nghệ thuật của mình ấy, mà ngồi yên thụ động thì mình sẽ không làm đâu. Dạ. Lúc nào cũng phải có sản phẩm âm nhạc. Thì ngay từ đầu năm đến giờ là đã có rất là nhiều những cái dự án âm nhạc và tất bật với những cái cuốn MV. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Vút lên cánh chim phương hoa. Chưa có một cái năm nào mà Tùng Dương ra nhiều cái sản phẩm âm nhạc như năm nay, MV nhiều như năm nay. Có mọi lần thì ngủ đông, mà có những cái năm thì chỉ làm được live show thôi, còn không phải lúc nào cũng làm được MV như thế này. Mà năm nay thế nào? Anh làm được hết đúng không? Đúng rồi. Anh ơi, bỏ cái câu thời tới cản không nổi đâu anh ạ. Cho nên là từ bây giờ cho đến mãi về sau là anh yên tâm đi, là năm nào anh cũng sẽ bận như năm nay. Có vâng, bận mà bảo hơn sao càng ngày anh càng sáng và lại ngả vàng. Trung niên bền vững. Bây giờ thì với những chia sẻ chút ít về dự định của mình thì chúng em sẽ gửi đến anh những câu hỏi mang tính trắc nghiệm, có những đáp án để anh lựa chọn, và thông qua đó thì mắt nhắm mắt mở sẽ dự đoán về tương lai sắp tới của anh Tùng Dương, xem là những dự định của anh sẽ như thế nào, có trùng khớp hay không nhá. Bây giờ thì chúng em sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Hồi hộp quá. Giả sử anh Tùng Dương chuẩn bị phát hành một album mới thì anh sẽ lựa chọn chủ đề hình ảnh như thế nào để trở thành ảnh bìa cho album? A là phong cảnh thiên nhiên, B là nhân vật hoạt hình, C là một bức ảnh trừu tượng, và D là chính bức ảnh của mình. Chính bức ảnh của mình một cách trừu tượng. Và thiên nhiên ở vũ trụ. Nhưng mà bây giờ anh chỉ được lựa chọn trong 4 đáp án thôi, kể cả là thế thôi. Ảnh của mình hoặc là trừu tượng. Thế thôi, ảnh của mình thì thôi, mọi người cũng rõ gương mặt của mình quá nhiều rồi. Thôi lần này thì mình chọn trừu tượng đi. Bản thân Tùng Dương đã được mệnh danh là có vẻ đẹp hội họa và trừu tượng rồi. Vâng, nếu mà anh chọn nhân vật hoạt hình thì chứng tỏ anh Tùng Dương là một người có tâm hồn rất là trẻ thơ, trẻ trung. Nhưng mà nếu mà anh lựa chọn một bức ảnh trừu tượng thì chứng tỏ rằng đây là một người mang tính sáng tạo rất là cao, nhưng tuy nhiên là một người cực kỳ bí ẩn và khó đoán. Thế chuẩn rồi. Đấy. Lúc nào mang theo những cái điều đặc biệt. Và chốt lại, bọn em đưa ra được một cái dự kiện sau câu hỏi này. Đấy là anh Tùng Dương là một người đa cảm xúc. Đây, may quá, phải là đa nhân cách. Vâng, bây giờ câu hỏi số 2 dành cho anh. Đấy là cái việc chọn nước hoa. Bây giờ sẽ có 4 loại nước hoa để cho anh chọn. A, đấy là nước hoa nam nhóm nước. B, đấy là nhóm không khí. C, là nước hoa nam nhóm tính cách đất. Và D, là tính cách lửa, độc nhất vô nhị. Tức là bây giờ anh chọn nước, khí, đất hay lửa.
À, bản tính là một người lên sân khấu lúc nào cũng rực lửa, cho nên thôi chọn lửa đi. À, đấy. Em thấy hơi mùi một đấy. Cái mùi mà nó khác khác một tí và nó mạnh strong một tí thì là nó sẽ phù hợp. Theo những suy đoán của mắt nhắm mắt mở thì những người mà thường lựa chọn nhóm nước hoa lửa lại là người mà rất bốc đồng và nóng tính. Lại có sự hướng ngoại và thu hút. Ở đấy. Thế thì cũng chuẩn rồi. Bốc đồng thì thật ra là Dương nghĩ rằng là ai cũng sẽ có cái sự bốc đồng ít nhiều như thế nào đấy. Nhưng mà khi mà đến một cái thời điểm nhất định thì cái sự bốc đồng nó sẽ giảm đi và nó thay bằng những cái khác. Một cái khi mà chúng ta đã bớt bốc đồng hơn thì có nghĩa là cái tâm chúng ta an hơn, an định, yên định và kiên định hơn, là chúng ta biết rõ chúng ta muốn gì hơn là người ta nói cái gì chúng ta bốc đồng. Đấy, thế thì bốc đồng cho mùi vị thôi. Chúng em lại đưa thêm ra thêm được một dữ kiện nữa thông qua câu trả lời là lựa chọn nước hoa tính cách lửa. Đấy chính là một người mà ưa vận tốc, làm cái gì cũng muốn phải nhanh, nóng tính nhưng mà lại gọi là sao, hướng nội à? Ngày xưa thì cũng nóng tính thật đấy, nhưng bây giờ thì bớt nhiều rồi. Bây giờ cũng nóng tính thì mọi người lại nghỉ chơi. Bây giờ câu hỏi số 3, anh được tặng một bông hoa hoặc là anh được lựa chọn một bông hoa thì anh sẽ lựa chọn bông hoa có màu gì? A là tím, B xanh lá cây, C hồng và D trắng. Khó nhỉ, vì màu xanh là cái màu rất đặc biệt và ít khi mà có được. Thường thì người ta nếu mà màu xanh người ta có thể nhuộm cái màu hoa, mà nhuộm màu hoa thì nó sẽ không tự nhiên, đúng không? Thế còn thôi màu trắng đi cho nó tinh khôi. Nhưng mà thực ra thì cũng không hẳn là Dương sẽ thích màu trắng. Màu trắng giống tiệc cưới nhỉ. Chọn màu xanh. Màu xanh. Bây giờ anh chốt lại là anh chọn màu xanh đúng không ạ? Màu xanh là thể hiện cho việc sợ yêu, sợ mất đi sự tự do cá nhân. Nói chung là thể hiện một cái sự rất là thận trọng và không dám mạo hiểm. Đấy. Trong tình yêu. Vâng, tức là về mặt tình cảm đấy anh đúng ạ. Rồi. Thì em không biết là đúng với anh hay không. Bí ẩn. Sợ yêu 3 chấm nhiều người. Thà yêu lấy mọi người bình thường. Đúng rồi. Tức là bây giờ mình gom được 3 dữ kiện là 3 một người kiện. Bí ẩn này, một người nóng tính mà làm cái gì phải nhanh này. Nhưng mà lại trong tình yêu thì lại thận trọng. Rồi gen đối lập quá. Bây giờ thì mình đến với câu hỏi số 4 đi. Câu hỏi số 4 thì nó về ăn uống thôi, nó đúng về ẩm thực sở trường của em. Đó là những món đồ uống. Bây giờ anh sẽ thích những cái món đồ uống nào? A sẽ là cà phê, B sẽ là trà và C sẽ là nước trái cây. Em gợi ý cho anh thêm một đáp án nữa là cocktail đi. Đây là cocktail. Âm nhạc của mình cũng fusion, đúng không? Và cũng đa dạng, như là đa phong cách các thứ thì thôi mình chọn là cocktail. Thích uống trà nhưng lại chọn cocktail. May nha, vừa nãy anh vừa mới chọn trà thì em đang buồn cười. Đấy là người mà thích uống trà sở hữu tính cách là nhút nhát. An toàn. Vâng. Thế nhưng mà theo lăng kính nha, nếu mà dành cho người chọn cocktail thì đây là một người rất là men. Đấy, tại vì là trong cocktail kiểu gì cũng có một chút rượu. Vâng. Anh thử đoán nhé. Vâng. Là ưa phiêu lưu mạo hiểm. Ôi sao anh lại biết này, một đấy, tính cách táo bạo này đấy, thích khám phá này đấy. Nhưng quan trọng là chốt lại là đây cocktail là một người rất là men hiểu cho nghĩa đen hay nghĩa bóng đều được. Có thể với những tao uống một cốc cocktail xong nó dở cực kỳ luôn. Tao phải chấp nhận thôi. Bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng để có thể dự đoán về tương lai của anh Tùng Dương. Nếu được chọn một nơi để có thể ngắm hoàng hôn thì anh lựa chọn nơi nào? A biển, B núi, C thảo nguyên, hay D rất đơn giản lên ban công thôi. Thậm chí là lên nóc nhà. Nóc nhà thôi, giờ vợ là nóc nhà rồi. Ta sẽ chọn thảo nguyên đi. Một không gian rất là rộng rãi, thoáng đạt và nó phóng khoáng. Những người mà chọn thảo nguyên thì là một người khá là yêu thiên nhiên. Và thông qua cái câu trả lời này thì bọn em chốt lại là đây là một người có sở thích tắm tiên. Vâng, đây là này đấy. Nó nhìn theo lăng kính, tức là một người mà khá là bản năng hoang dã đấy ạ. Làm cái gì cũng nhanh, bốc đồng. Và
Nhưng mà tuy nhiên lại ở đấy lại có cái sự thận trọng. Thông qua cái phần dự đoán vừa rồi thì có thể có một vài những cái trùng khớp với tính cách của anh Dương. Còn bây giờ thì bọn em cũng muốn hỏi thật, từ đầu năm giờ đã thực hiện rất là nhiều dự án rồi, chứ còn live show thì khán giả cũng đang chờ đợi. Liệu rằng là có giống như dự đoán tụi em là anh sẽ có một cái sự bùng nổ nào đấy trong sự nghiệp ở năm nay không ạ? Dương hy vọng rằng là với một cái năm mà chăm chỉ, cần cù như thế nào, quan trọng nhất là sau mỗi cái concert của mình thì là sẽ đưa ra được một thông điệp để lan tỏa, chia sẻ và giúp con người kết nối lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau và chúng ta cùng vượt qua được rất nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống thông qua âm nhạc. Vâng, chúng em cảm ơn anh và hy vọng rằng là những dự án và đặc biệt là live show, nếu mà được diễn ra một cách suôn sẻ của anh Tùng Dương trong cuối năm nay thì sẽ thực sự là hoành tráng, thành công và quan trọng hơn hết là sẽ luôn luôn được khán giả ủng hộ, đón nhận và ghi nhận những cái tâm huyết của anh được diễn ra trong live show này. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi phần mắt nhắm mắt mở của khách sạn 5 sao. Hy vọng là quý vị sẽ theo dõi khách sạn 5 sao bản full trên sóng truyền hình để có thể hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những câu chuyện đáng nhớ của nam nghệ sĩ Tùng Dương. Là bắt đầu một mình lầm lũi ạ. Nào, một mình lầm lũi thì bỏ cái tay ra. Vâng, cái đấy là hai mình rồi. Hai ba. Thức giấc trong đêm khuya vắng, một mình lầm lũi thân cò. Được một con tôm đôi ba con tép, đêm nay không thấy cô con cá nào. Này. Dạ? Dạo này ăn uống kiểu gì mà đùi to thế nhỉ? Người ta đang gầy lên đây. Cá to quá. Đã bảo gầy mà. Ui dồi ôi. Xém nữa là không mò trúng con cò đấy. Cò này cò sắp hóa đại bàng rồi. Hai chị làm cái gì mà tới giờ không đi ra chuẩn bị đón khách, khách người ta vào rồi mà anh chị còn đi mò mẫm. Mình chuẩn bị tiết mục để chào đón đi vô. Đi hát đâu ra đây? Dạ ở trong phòng giặt là, thế là em lấy. Thảo nào. Tôi bảo không biết tại sao trong phòng giặt là mà lại có thể biến đâu bốc hơi được cả của tôi. Chết rồi. Hóa ra hôm nay học ai của khách.